Dạ vô địch xinh đẹp của em đi ơi. Em có cho chị thở đâu đấy. Bao giờ đi ăn khao đấy ở đâu? Ngày mai. Mai tớ sẽ khao cả đội mình một trận tơi bời khói lửa luôn. Mọi người chọn món đi ạ. À? Chị Đông đang nổi tiếng lắm đấy nhá. Bố mẹ em còn vào Facebook xem ảnh chị, khen chị hết lời luôn. Này nhá, bạn chị nó cứ hỏi là em có người yêu chưa đấy, mà chị bảo là tuổi gì tán đồ kiếm thủ của chị. Không được đâu, chị Đông đã có anh tổng tài đẹp trai còn gì. Mà nhá, chị Đông sắp là gương mặt đại diện cho chiến dịch quảng cáo của công ty Á Đông đấy. Oh, thật là bừa ấy. Cái con bé này chỉ được cái lẻo mép là nhanh. Sớm muộn gì mọi người chả biết, em phải phô với mọi người cái tin nóng này trước để chị khao mọi người hoành tráng gấp đôi luôn. Phải không mọi người? Đúng rồi. Nhìn kìa. Chồng ơi, anh đang ở đâu đâu? Này, chị Nga. Ừ. Biết tin gì chưa? Kinh thật. Nói gì đâu mà biết. Đọc kỹ đi. Đấy, ghê chưa? Sao lại có người sống như thế này nhỉ? Muốn người ta không biết thì tốt nhất là đừng có làm. Chị bận cái gì mà em nhắn tin không trả lời thế? Sorry em, chị không để ý. Mà em nhắn cái gì đấy? Thôi, không phải xem, để em kể cho nhanh. Mọi người đang buôn ầm lên kia kìa. Buôn cái gì? Buôn ai? Chị. Nhưng mà cái gì mới được chứ? Có một đứa lập nick ảo tố cáo chị âm mưu đẩy chị ăn ngã cầu thang. Bị chấn thương, không thi đấu được. Chị cấp suất thi đấu của chị Hân nên mới may mắn đạt huy chương vàng đấy. Sao lại như thế? Chị không làm chuyện đấy. Em tin chị, nhưng mà cái đứa thối mồm. Nhưng mà cái đứa thối mồm, nó ghen ăn tức ở, nó vẫn đang bốc phốt chị. Mọi người không biết đúng sai như thế nào, đã tràn vào Facebook chỉ trích chị rồi kia kìa. Chị xem đi. Miu mô phết, nghe nói trước đó cô ta đã bị loại khỏi đội tuyển rồi cơ mà. Tưởng thế nào, hóa ra là dẫm đạp lên đồng đội để cướp lấy vinh quang của người ta. Phải điều tra, đưa ra hội đồng kỷ luật. Đề nghị tước huy chương vàng. Em nghe à? Em thề là em không làm gì xấu với Hân cả. Hôm nay em đã kể cho thầy nghe hết về tình huống Hân ngã rồi. Thôi được rồi. Thầy tin em không có chủ đích chơi xấu Hân, nhưng không có bằng chứng nào để minh oan cho em cả. Hiện giờ tin đồn lan truyền khắp cõi mạng, nó không chỉ ảnh hưởng đến danh dự của em mà còn là uy tín của trung tâm nữa. Chúng ta phải nhanh chóng giải quyết rõ ràng chuyện này.
chị khóa Facebook lại, đừng lên mạng nữa. Coi như mắt không thấy, tim không đau. Chỉ cần biết em luôn tin chị, mọi người trong gia đình luôn đứng với phía chị. Thế là đủ. Chị biết rồi, đừng lo, chị ổn mà. Tôi đây. Tôi đang muốn nhờ cậu. Tôi cần tìm người tung tin đồn nhảm trên mạng về vận động viên đầu kiếm Nguyễn Phương Đông. Sau giờ này mẹ vẫn chưa chuyển tiền. Chậm là có người thế chân vào ngay ý. Mấy hôm nay á, em không dám nghe số lạ. Sợ người ta cứ ỉ ôi đòi cho gửi tiền đầu tư. Để anh gọi giúp mẹ. Ôi, tiền thế vừa nhắc tới là hiện ngay. Còn đây mẹ yêu. Ừ, Ngọc đâu rồi? Sao Ngọc đây ạ? Đang ở cạnh con này. Con chào cô ạ. Này, cô lo xong rồi nhá. Cô đã có 1 tỷ. Đợi mấy hôm nữa, mấy quyển sổ đến kỳ thì sẽ có thêm 500 nữa. Vậy thì tốt rồi ạ. Thế còn các cô, các bác ở quê gom được bao nhiêu rồi ạ cô? Mọi người vẫn đang gửi tiếp. Chắc còn thêm 1 tỷ nữa đấy. Ôi, vậy là cô lập được công lớn cho bà con quê hương mình rồi. Công xá cái gì? Giúp mọi người thoát nghèo đã, rồi kể công sau. À này, cô chuyển tiền hết vào tài khoản của Bảo nhá. Lần nữa chị em mình ăn gì nhở? Mình cứ cà phê quán cũ đi. Rồi em thích ăn gì, chị ship đến, nó tiện. Em cũng thích cái chả đào. Chị Yên. Chị đợi em một lát. Có chuyện gì thế? Sao không gọi trước? Tôi phải ra ngoài rồi. Không hẹn mà gặp, thế mới ruyền. Món xôi mặn đặc biệt. Tôi cá làm chị chưa ăn bao giờ, nên tôi ship cho chị 1 phần. Lại quả vụ chị giới thiệu khách hàng cho tôi. Biết điều đấy. Nhưng mà lấy đồ của chú Nam để lại quả thì chưa đủ chân thành rồi. Cái này người ta gọi là của người phúc ta đấy. Khó nhở. Chỉ có mỗi tấm thân này thôi, có đền đáp được không? Chị đỏ mặt kìa. Đúng kiểu mấy em ngoan xinh yêu được soái ca thả thính. Biết vì sao anh được sinh ra trên cuộc đời này không? Là để chăm lo cho em đấy. Thế giới ngoài kia quá rộng lớn, em cũng muốn được thử một lần. Vấn đề của cậu bây giờ là cậu đang thiếu tự tin. Vì cậu còn trẻ, chưa có thành tựu gì cả. Không ai được phép coi thường em, trừ chính bản thân em. Cậu ấy đúng với cả chị nữa. Có chết đói con cũng không bao giờ cầm tiền của mẹ một lần nữa. Cái thằng kia, cuối cùng là mày cần cái gì? Con cần làm những thứ lớn lao. Cái gì? Có làm được không? Tao làm được. Anh cứ coi em như là trẻ con lần đầu nhập mẫu giáo thế. Em cảm thấy cách anh chăm sóc em là gánh nặng. Làm giàu không có. Làm giàu không có. Tỉnh ngộ đi, đừng ngu ngốc nữa. Đúng, trong cuộc sống này chẳng có điều gì là dễ dàng cả. Chỉ cần cố gắng hết sức đã là thành tựu rồi.